Sáng nay tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, kỳ họp lần thứ tư, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 đã được khai mạc. Đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì phiên khai mạc. Đến dự còn có đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lữ Văn Hùng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, năm 2021, trong bối cảnh đất nước và tỉnh nhà gặp nhiều khó khăn thách thức, nhất là đại dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh, sinh kế và đời sống nhân dân. Trước những khó khăn thách thức đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã chung sức đồng lòng làm cho tình hình kinh tế xã hội của tỉnh vẫn tiếp tục duy trì ổn định. Một số ngành lĩnh vực có sự phát triển khá. Tuy nhiên, dự báo trong thời gian tới, tỉnh ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn thách thức, cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo để khắc phục tháo gỡ, trong đó tập trung phát huy tối đa những tiềm năng, duy trì ổn định kinh tế, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững, tiếp tục thực hiện đồng bộ hiệu quả các cơ chế chính sách phù hợp, nhất là về tài chính an sinh xã hội để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, người lao động vượt qua khó khăn của đại dịch COVID-19. Trọng điểm để kỳ họp đạt kết quả tốt nhất, thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, trách nhiệm, thẳng thắn thảo luận, tranh luận vào những vấn đề quan trọng, trọng điểm, thể hiện rõ quan điểm đối với từng nội dung, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, để Hội đồng Nhân dân tỉnh xác định những chủ trương, quyết định đúng, sát tình hình thực tiễn, đáp ứng được niềm tin về sự mong đợi của cử tri và nhân dân tỉnh nhà. Bên cạnh việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, kỳ họp cũng đánh giá kết quả công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2022 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nghe đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo kết quả giám sát chuyên đề năm 2021. Bên cạnh đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh còn nghe và nghiên cứu các báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp này và một số báo cáo khác. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng sẽ xem xét thông qua 21 dự thảo nghị quyết với nhiều nội dung quan trọng. Kỳ họp diễn ra trong một ngày rưỡi và sẽ bế mạc vào sáng ngày mai, 9 tháng 12 năm 2021.